được thả từ tháng 2 đến nay, có bớp sinh trưởng tốt, không xảy ra dịch bệnh. Sản lượng thu hoạch của hai hộ nuôi ước đạt trên 10 tấn. Trọng lượng trung bình khi thu hoạch đạt 3,5 đến 4 kg trên một con. Giá bán trung bình là 200.000 đồng trên một kg. Doanh thu đạt trên 2 tỷ đồng. Sau khi trừ các khoản chi phí, mỗi hộ nuôi lãi khoảng 150 triệu đồng. Thời điểm bây giờ thì cũng được 6 tháng. Tôi thấy cái số lượng đàn cá nó phát triển thì thấy rất là ổn định, bệnh tật không có, thiệt hại thì cũng không, nó đạt được trên 90%. Tôi thấy cái khu vực này thì nuôi trồng rất là thuận lợi. Sau đây cũng mong tiếp theo các năm sau thì có cái chương trình hỗ trợ gì thì chúng tôi cũng mạnh dạn để đầu tư thêm, để phát triển thêm cái ngành nghề để thu nhập cho gia đình và địa phương ạ. Cục Thủy sản Quảng Bình luôn cử chuyên viên chỉ đạo, giám sát việc thực hiện mô hình nuôi cá biển bằng lồng nhựa HDPE theo đúng yêu cầu phương án được phê duyệt để có hiệu quả cao. Hàng tháng, chuyên viên được giao giám sát mô hình sẽ kiểm tra thực tế, hướng dẫn quy trình kỹ thuật nuôi và kiểm tra chất lượng, thức ăn, vật tư thiết bị mà hộ dân đã đầu tư và tốc độ phát triển của cá bớp. Cái mô hình này là góp phần phát triển cho đối tượng mới và phương pháp nuôi mới trên địa bàn, tạo được công việc làm cho người dân và tạo ra cái đối tượng cá bớp để tiêu thụ trên địa bàn. Qua quá trình triển khai mô hình thì đề nghị là người dân trong những năm tiếp theo là tiếp tục chăm sóc quản lý cá bớp trong lồng HDPE thì đảm bảo được cái quy trình kỹ thuật của người dân của cái chi cục hướng dẫn để phát triển một đối tượng mới và hình thức nuôi mới trên địa bàn. Mô hình này không chỉ giải quyết việc làm mà còn tạo ra nguồn thu đáng kể cho người nuôi, bởi sản phẩm có giá bán cao, nhu cầu lớn, thị trường tiêu thụ rộng. Đó cũng là mục tiêu nhằm đa dạng hóa đối tượng và hình thức nuôi, phục vụ nhu cầu nuôi thương phẩm của người dân, đồng thời khai thác tiềm năng vùng biển ven bờ tại địa bàn tỉnh Quảng Bình.